Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bưu Diền, là một Kitô hữu Cha đã sống, xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cậy bên đỗ và lòng kính mến rát rào đối với Chúa, cùng với Giáo hội và với con người là một linh mục. Cha là hiền thân của Đấng Kitô, vì một từ tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ, Cha luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha cũng là hoa anh của lòng Chúa xót thương và hay thương xót những người nghèo khổ yếu đau tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thương luôn chuyển cầu muôn ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quy mến chạy đến xin Cha, xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con những điều chúng con đang khấn cầu, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh ở trên thiên quốc. Một người cảm tạ. Gia đình chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng con qua lời cầu thay nguyện giúp của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Gia đình chúng con xin cảm tạ ơn Cha. Một người cảm tạ. Cảm tạ Chúa và mẹ đã gìn giữ chúng con trong năm vừa qua. Cảm ơn những hồng ân Chúa đã ban cho gia đình. Liêm Hiển. Nhờ lời truyền cầu của Cha cùng Chúa, gia đình của con đã được rất nhiều ơn của Cha, từ việc lớn đến việc nhỏ. Con xin Cha tiếp tục giúp đỡ che chở cho gia đình của chúng con, và xin Cha che chở cho mẹ và con của con về Việt Nam được bình an. Con tạ ơn Cha. Loan Đào. Xin cảm tạ Cha đã giúp cho giấy tờ, hồ sơ, công việc đang tiến hành được thuận lợi và kết quả cuối cùng được tốt đẹp. Annie, con tạ ơn Cha đã giúp cho chồng con vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà cùng gia đình. Long Văn Trần. Chúng con cảm tạ Cha đã cầu bầu cùng Chúa cho con của con tìm được việc làm tốt và gia đình con được bình an. Đào Thị Chuyên. Con xin cảm tạ Cha cầu cùng Chúa cho hai con của con được mổ bình an. Xin Cha cho hai con của con mau khỏe lại. Con cảm ơn Cha. Nguyễn Thị Sâm. Con đã 65 tuổi, không biết nhiều tiếng Anh, nhưng cầu nguyện với Cha
đã giúp con thi đậu bằng quốc tịch. Con xin tạ ơn cha. Trang Quân, con xin tạ ơn cha đã luôn phù hộ cho gia đình con được bình an và nhiều sức khỏe. Cảm tạ cha đã luôn bên cạnh gia đình con. Cảm ơn cha với lòng kính mến vô bờ. Cảm ơn cha trong tình yêu dấu cha ban. Đời con đây xin được phó thác nơi Ngài. Con sợ chi